10 dấu hiệu cực may mắn, nếu xuất hiện quanh nhà, chắc chắn là điềm báo gia chủ sắp phát tài giàu to, nhà sắp phát lộc lớn, càng ở lại càng giàu, đừng dại mà bán đi. Trong phong thủy và tâm linh, nhà cửa không chỉ là nơi cư trú mà còn là nơi tích tụ và giao thoa năng lượng. Mỗi sự thay đổi trong môi trường xung quanh, mỗi hiện tượng thiên nhiên đều có thể mang lại những dấu hiệu đặc biệt, báo hiệu sự thay đổi trong cuộc sống của gia chủ. Đặc biệt, nếu những dấu hiệu may mắn xuất hiện quanh nhà, điều đó có thể là điềm báo cho thấy vận may tài lộc đang đến gần, gia đình sắp phát tài lớn và cuộc sống sẽ thịnh vượng hơn. Những dấu hiệu này thường được coi là sự giao thoa giữa năng lượng dương mạnh mẽ và vận khí tốt. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 dấu hiệu cực kỳ may mắn, theo quan niệm phong thủy và tâm linh, xuất hiện quanh nhà. Nếu bạn phát hiện thấy những dấu hiệu này, hãy yên tâm rằng ngôi nhà của bạn đang thu hút tài lộc và năng lượng tích cực, gia đình sẽ sớm phát tài và giàu có. Đặc biệt, trong phong thủy, khi gặp những dấu hiệu tốt này, tuyệt đối không nên bán nhà, bởi điều này có thể đồng nghĩa với việc đánh mất vận may và tài lộc đã đến với bạn. 1. Cây cối quanh nhà phát triển xanh tươi, đặc biệt là các loài cây tài lộc nở hoa. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu tài lộc sắp đến là khi cây cối xung quanh nhà phát triển mạnh mẽ, lá xanh tươi, cành lá rậm rạp. Trong phong thủy, cây cối đại diện cho sự sinh sôi, nảy nở và phát triển của tài lộc. Khi cây cối trong sân hoặc vườn nhà không chỉ xanh tốt mà còn nở hoa, điều này được coi là dấu hiệu tài lộc và may mắn đang đến với gia đình. Đặc biệt, nếu các loại cây như cây kim tiền, cây lộc vừng hoặc các loại cây phong thủy khác trồng quanh nhà nở hoa, đây là điềm báo tài lộc sẽ đến một cách bất ngờ, tiền bạc và của cải sẽ đổ về như nước. Cây cối không chỉ là biểu tượng của tài lộc mà còn mang ý nghĩa giữ lại sự thịnh vượng cho gia chủ. Hãy chăm sóc cây cẩn thận và giữ cho khu vườn luôn tươi tốt để duy trì dòng chảy tài lộc này. 2. Chim yến hoặc chim sẻ bay đến làm tổ trong nhà hoặc quanh nhà. Trong phong thủy, chim là biểu tượng của sự tự do, thịnh vượng và bình an. Khi chim yến hoặc chim sẻ bay đến và chọn ngôi nhà của bạn để làm tổ, điều này được xem là điềm lành. Chim không chỉ mang đến năng lượng tích cực mà còn là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà của bạn đang được bảo vệ và thu hút tài lộc. Chim thường chọn những nơi có năng lượng tốt, hài hòa để làm tổ. Vì vậy, khi thấy chim làm tổ trong nhà, hãy an tâm rằng tài lộc và may mắn đang đến rất gần. Đặc biệt, khi chim yến chọn làm tổ, điều này còn tượng trưng cho sự trường thọ và sự phát triển ổn định. Gia đình bạn sẽ được ban phúc lộc, công việc làm ăn thuận lợi và cuộc sống viên mãn. 3. Ong làm tổ quanh nhà, đặc biệt là gần cửa sổ hoặc mái hiên. Ong là loài côn trùng chăm chỉ, kiên nhẫn và tượng trưng cho sự thịnh vượng. Trong phong thủy, ong làm tổ quanh nhà được coi là dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc sắp đến. Tổ ong gần cửa sổ hoặc mái hiên nhà biểu thị rằng tài lộc và của cải đang đến gần, gia đình sẽ gặt hái nhiều thành công và thịnh vượng. Ong làm tổ còn mang ý nghĩa bảo vệ cho ngôi nhà khỏi những điều xui xẻo. Năng lượng dương mạnh mẽ của tổ ong giúp xua đuổi những vận khí xấu, đồng thời thu hút những điều tốt đẹp đến với gia chủ. Hãy để tổ ong yên vị và không nên phá vỡ tổ, vì điều này có thể làm mất đi nguồn năng lượng tích cực đang bảo vệ gia đình bạn. 4. Ánh sáng tự nhiên vào nhà, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Ánh sáng tự nhiên là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phong thủy. Ánh sáng mặt trời không chỉ giúp làm sáng không gian mà còn mang lại nguồn năng lượng dương mạnh mẽ, kích hoạt sự phát triển và thu hút tài lộc. Nếu ngôi nhà của bạn đón được ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, điều này là dấu hiệu của sự may mắn và sự khởi đầu mới. Trong phong thủy, buổi sáng là thời điểm tốt nhất để hấp thụ năng lượng tích cực từ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng vào nhà vào lúc này giúp gia chủ có được tinh thần minh mẫn, công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông. Gia chủ nên mở rộng cửa sổ, cửa chính vào buổi sáng để đón nhận ánh sáng tự nhiên, đồng thời giúp cho năng lượng tốt lưu thông trong nhà. 5. Giếng nước hoặc hồ nước trong nhà luôn trong xanh, không cạn kiệt. Nước trong phong thủy đại diện cho tài lộc, của cải và sự thịnh vượng. Nếu gia đình bạn có giếng nước hoặc hồ nước và nước trong đó luôn trong xanh, không bị khô cạn, điều này là dấu hiệu của sự thịnh vượng bền vững. Nước càng trong và không cạn kiệt, tài lộc của gia đình bạn càng dồi dào và ổn định.
giữ cho nước trong nhà luôn sạch sẽ, không bị ô nhiễm là cách để đảm bảo rằng tài lộc và may mắn không bị gián đoạn. Nước không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn giúp điều hòa năng lượng, tạo cảm giác bình an và mát mẻ cho không gian sống. 6. Chuồn chuồn, bướm bay vào nhà hoặc sân nhà. Trong tâm linh và phong thủy, chuồn chuồn và bướm là những loài côn trùng mang điềm lành. Khi chuồn chuồn hoặc bướm bay vào nhà, điều này được coi là dấu hiệu của sự may mắn và thay đổi tích cực. Chuồn chuồn và bướm thường xuất hiện khi có những chuyển biến tốt về tài lộc, công việc và cuộc sống. Đặc biệt, chuồn chuồn trong phong thủy đại diện cho sự thăng tiến, vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Nếu bạn thấy chuồn chuồn đậu lại trong nhà hoặc sân nhà, hãy chuẩn bị đón nhận những tin vui và cơ hội lớn trong công việc và tài chính. 7. Gió mát thổi vào nhà từ hướng tốt theo phong thủy. Trong phong thủy, gió là yếu tố quan trọng mang lại sự lưu thông năng lượng trong không gian. Nếu gió mát thường xuyên thổi vào nhà từ các hướng phong thủy tốt như Đông Nam, hướng tài lộc, hoặc Tây Bắc, hướng quý nhân, điều này báo hiệu rằng tài lộc và sự thịnh vượng đang đến với gia đình. Gió mát cũng giúp thanh lọc không gian, xua tan những năng lượng tiêu cực và kích hoạt sự phát triển của năng lượng dương tích cực. Gia chủ nên mở cửa vào những thời điểm có gió mát để đón nhận tài lộc và may mắn vào nhà. 8. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió len ken rõ ràng. Chuông gió trong phong thủy không chỉ là vật trang trí mà còn là công cụ để kích hoạt năng lượng và tài lộc. Nếu bạn đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió len ken rõ ràng và nhẹ nhàng vang lên trong nhà, điều này là dấu hiệu của sự hanh thông trong công việc và tài lộc đang đến. Chuông gió được treo ở các vị trí như cửa chính, cửa sổ hay sân vườn không chỉ thu hút năng lượng tốt mà còn giúp giải tỏa những năng lượng xấu. Khi tiếng chuông gió vang lên, đó là tín hiệu cho thấy vận may và tài lộc đang đến gần, công việc làm ăn của gia đình sẽ ngày càng phát đạt. 9. Nghe thấy tiếng ếch kêu quanh nhà vào những đêm mưa. Trong tâm linh, tiếng ếch kêu quanh nhà vào những đêm mưa được xem là điềm lành báo hiệu mùa màng bội thu và sự thịnh vượng. Ếch trong phong thủy cũng được coi là loài vật tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển của tài lộc. Nếu bạn nghe thấy tiếng ếch kêu rõ ràng quanh nhà, đây là dấu hiệu tốt rằng vận may và tài lộc sắp đến với gia đình. Tiếng ếch vang lên trong những đêm mưa còn mang ý nghĩa về sự thay đổi tích cực, xua đuổi những năng lượng tiêu cực và mang lại sự khởi đầu mới đầy may mắn. 10. Xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa gần nhà. Cầu vồng là hiện tượng thiên nhiên đẹp và hiếm gặp, nhưng khi nó xuất hiện sau cơn mưa gần nhà, đây là dấu hiệu rõ ràng của sự may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, cầu vồng được coi là cầu nối giữa trời và đất, mang lại sự hòa hợp và phúc lộc cho gia chủ. Khi cầu vồng xuất hiện, hãy yên tâm rằng mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ sớm qua đi và tài lộc đang đến rất gần. Cầu vồng còn đại diện cho sự cân bằng giữa năng lượng âm và dương, mang lại sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho gia đình. Trong phong thủy và tâm linh, mỗi dấu hiệu trong tự nhiên đều mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc và vận may. 10 dấu hiệu may mắn kể trên không chỉ là những biểu hiện của sự thịnh vượng mà còn là những điềm báo rõ ràng cho thấy tài lộc, may mắn và sự phát đạt đang đến với gia đình. Nếu bạn gặp những dấu hiệu này, hãy yên tâm rằng cuộc sống của bạn sẽ ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mong muốn có những mối quan hệ tốt đẹp, những người bạn tri kỷ để cùng nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm vui. Nhưng không phải ai cũng đáng để chúng ta kết giao, và có những người, nếu không cẩn trọng, sự kết giao với họ có thể mang đến cho chúng ta không chỉ những rắc rối mà còn cả những vận xui đeo bám, khiến cho cuộc đời ngày càng đi xuống. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về 5 loại người mà theo phong thủy và tâm linh, bạn nên tránh xa, bởi kết giao với họ chỉ khiến cho kinh tế hao hụt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và mãi không thể phát triển được. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe để biết rằng, những người xấu xa đó là ai, và làm sao để bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực từ họ. Một, người hay nói dối và lừa đảo. Người đầu tiên mà chúng ta cần phải tránh xa chính là người có thói quen nói dối và lừa đảo. Đây là loại người luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, bất chấp hậu quả mà người khác phải gánh chịu. Theo quan niệm phong thủy, việc kết giao với người hay nói dối có thể làm nhiễu loạn khí trường của bạn, khiến cho năng lượng tiêu cực dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.
Những người này thường sử dụng lời nói để thao túng, gây hiểu lầm và lợi dụng người khác, dẫn đến việc bạn bị tổn thương cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Trong phong thủy, lời nói dối là một dạng khí tiêu cực, và việc tiếp xúc với người nói dối thường xuyên có thể khiến bạn mất đi sự tỉnh táo, dễ bị lừa gạt và mất mát tài sản. Để bảo vệ mình, bạn nên giữ khoảng cách với những người này và luôn đề cao cảnh giác trong mọi mối quan hệ. 2. Người có tính cách ích kỷ và tham lam. Loại người thứ hai mà bạn nên tránh kết giao là người có tính cách ích kỷ và tham lam. Đây là những người chỉ nghĩ đến bản thân, luôn mong muốn chiếm đoạt tài sản, thời gian và công sức của người khác mà không hề quan tâm đến hậu quả. Kết giao với người ích kỷ, bạn sẽ sớm nhận ra rằng họ không bao giờ chia sẻ hay giúp đỡ, mà ngược lại, chỉ biết lợi dụng bạn cho mục đích riêng. Trong phong thủy, tham lam là một trong những nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng năng lượng, tạo ra sự mất mát và xui xẻo. Người ích kỷ thường mang theo năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tài vận và sự nghiệp của bạn. Để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của tham lam và ích kỷ, bạn nên chọn bạn mà chơi, tránh xa những người có bản chất này để không bị ảnh hưởng tiêu cực. 3. Người hay ghen ghét và đố kỵ. Ghen ghét và đố kỵ là những cảm xúc tiêu cực, và những người có tính cách này thường mang trong mình một lượng năng lượng xấu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Người hay ghen ghét, đố kỵ không bao giờ muốn người khác thành công hoặc hạnh phúc hơn mình, và họ có thể sẵn sàng làm mọi cách để kéo bạn xuống, ngay cả khi bạn không làm gì sai. Trong phong thủy, sự ghen ghét và đố kỵ tạo ra một dạng khí xấu, làm suy yếu mối quan hệ và ngăn cản sự phát triển cá nhân. Khi kết giao với người như vậy, bạn sẽ luôn cảm thấy bị áp lực, không thoải mái, và cuộc sống của bạn sẽ bị kéo lùi bởi những năng lượng tiêu cực họ mang lại. Hãy tìm kiếm những mối quan hệ lành mạnh, những người luôn sẵn lòng chia sẻ niềm vui và thành công của bạn, để cùng nhau tiến xa hơn trong cuộc sống. 4. Người hay than phiền và bi quan. Người hay than phiền và có tư duy bi quan cũng là một loại người bạn nên tránh xa. Những người này thường xuyên mang lại năng lượng tiêu cực, luôn nhìn thấy mặt trái của mọi vấn đề và không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì. Khi ở gần người hay than phiền, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ tiêu cực của họ, dẫn đến việc mất đi sự tự tin và động lực trong cuộc sống. Theo phong thủy, những suy nghĩ tiêu cực này có thể làm tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của bạn, tạo ra một môi trường sống không lành mạnh. Kết giao với người bi quan, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của sự bất mãn và thất bại. Để duy trì một cuộc sống tích cực và tràn đầy năng lượng, bạn nên bao quanh mình bởi những người có thái độ lạc quan, tích cực và biết trân trọng cuộc sống. 5. Người có thói quen phản bội và không trung thành. Loại người cuối cùng mà bạn cần phải tránh xa chính là người phản bội và không trung thành. Những người này có thể mang đến cho bạn sự đau khổ và tổn thương lớn lao, đặc biệt khi bạn tin tưởng họ quá nhiều. Sự phản bội không chỉ gây tổn thương về mặt tình cảm mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần khó lành. Trong phong thủy, sự phản bội được xem là một dạng năng lượng phá hoại, có thể làm suy giảm vận khí và mang đến những điều xui xẻo cho bạn. Khi bị phản bội, bạn sẽ mất đi niềm tin, ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác và dễ dàng bị cuốn vào các tình huống khó khăn, không thể phát triển. Để bảo vệ bản thân, hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè và đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào những người có dấu hiệu của sự không trung thành. Trên đời này, không phải ai cũng đáng để chúng ta kết giao và tin tưởng. Những mối quan hệ xấu có thể kéo cuộc đời bạn đi xuống, khiến bạn gặp phải nhiều vận xui và khó khăn không đáng có. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo, biết cách lựa chọn bạn bè và đối tác, tránh xa những người mang đến năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn. Đừng để những mối quan hệ không lành mạnh kéo bạn xuống, mà hãy tìm kiếm những người bạn đồng hành tốt, cùng nhau tiến bước trên con đường phát triển và thành công. Quý vị thân mến, trong thế giới phong thủy và tâm linh, có những điều trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta có thể coi là bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng về mặt tâm linh và phong thủy. Đặc biệt, khi vô tình đi trên đường, chúng ta có thể gặp phải những vật phẩm mà nếu không cẩn thận, nhặt về nhà, có thể mang đến vận xui, rước họa vào thân mà không hề hay biết. Trong video này,
tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 5 vật phẩm tuyệt đối không nên nhặt về nhà nếu gặp phải trên đường. Những lời khuyên này không chỉ giúp bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những điều xui xẻo, mà còn giúp duy trì sự bình an, thịnh vượng trong cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. 1. Đồng xu bị rỉ sét hoặc cũ kỹ. Trước hết, chúng ta sẽ nói về đồng xu bị rỉ sét hoặc cũ kỹ. Đồng xu, trong phong thủy, vốn dĩ mang ý nghĩa tiền bạc, tài lộc. Tuy nhiên, nếu bạn vô tình nhìn thấy một đồng xu bị rỉ sét, cũ kỹ trên đường, hãy tuyệt đối không nhặt lên và mang về nhà. Những đồng xu này thường bị lãng quên, hoặc thậm chí cố ý bị bỏ lại bởi những người muốn thoát khỏi vận rủi. Khi nhặt một đồng xu như vậy về nhà, bạn có thể vô tình mang theo những năng lượng tiêu cực, khiến tài lộc của gia đình bị hao tổn, công việc không thuận lợi, và thậm chí còn kéo theo những rủi ro về sức khỏe. Đồng xu rỉ sét tượng trưng cho sự suy yếu, thất bại, và là dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta không nên xem nhẹ. 2. Tấm gương vỡ hoặc nứt. Gương vỡ từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự xui xẻo trong nhiều nền văn hóa. Trong phong thủy, gương được xem như một công cụ quan trọng để phản chiếu năng lượng và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều không may. Tuy nhiên, khi một tấm gương bị vỡ hoặc nứt, năng lượng tốt không những không được phản chiếu mà còn trở thành mối đe dọa, mang lại sự đổ vỡ và bất hạnh. Nếu bạn gặp một mảnh gương vỡ trên đường, hãy tránh xa và đừng bao giờ mang về nhà. Gương vỡ mang theo năng lượng tiêu cực, có thể dẫn đến mối quan hệ đổ vỡ, gia đình lục đục và sự không may mắn trong các khía cạnh cuộc sống. Những mảnh vỡ của gương cũng có thể tạo ra những rào cản vô hình, ngăn cản những điều tốt đẹp đến với bạn. 3. Đồ vật cá nhân của người khác, đặc biệt là vật trang sức. Vật trang sức như nhẫn, vòng cổ, hoặc lắc tay khi bị rơi trên đường thường thu hút sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên, đây là những vật phẩm tuyệt đối không nên nhặt về nhà. Vật trang sức không chỉ là tài sản mà còn mang theo dấu ấn năng lượng của chủ nhân cũ. Nếu vật đó rơi vào tay bạn, rất có thể bạn sẽ bị cuốn vào những vấn đề, khó khăn mà người chủ cũ đã gặp phải. Trong nhiều trường hợp, những đồ vật cá nhân như thế này có thể bị ám bởi năng lượng tiêu cực hoặc bị người khác cố tình vứt bỏ để xua đuổi vận rủi. Nhặt chúng về nhà có thể khiến bạn gặp phải những tình huống không mong muốn, từ sự suy giảm tài lộc cho đến những vấn đề sức khỏe và tinh thần. 4. Búp bê, tượng nhỏ hoặc các vật phẩm hình người. Búp bê, tượng nhỏ hoặc các vật phẩm hình người có một ý nghĩa tâm linh rất sâu sắc trong nhiều nền văn hóa. Chúng thường được sử dụng trong các nghi lễ hoặc để làm vật bảo hộ. Tuy nhiên, nếu bạn bắt gặp những vật phẩm này trên đường, đặc biệt là trong tình trạng bị hỏng hóc hoặc trông có vẻ cũ kỹ, hãy tránh xa ngay lập tức. Những vật phẩm này có thể đã được sử dụng trong các nghi thức tà thuật hoặc phong thủy không lành mạnh, và việc nhặt chúng về nhà có thể mang theo những năng lượng xấu, gây ra rắc rối về mặt tinh thần và thể chất cho bạn và gia đình. Trong phong thủy, việc mang những vật phẩm hình người có nguồn gốc không rõ ràng về nhà có thể dẫn đến những hiện tượng kỳ lạ, những cơn ác mộng, hoặc thậm chí là sự hiện diện của những thực thể không mong muốn trong ngôi nhà của bạn. 5. Móng tay, tóc hoặc những phần cơ thể bị rụng của người khác. Móng tay, tóc, hoặc những phần cơ thể bị rụng của người khác là những vật phẩm chứa đựng rất nhiều năng lượng cá nhân. Chúng thường bị bỏ lại do vô tình, nhưng đôi khi cũng có thể là kết quả của các nghi lễ tà thuật hoặc xua đuổi xui xẻo. Khi bạn bắt gặp những thứ này trên đường, hãy tuyệt đối không chạm vào và càng không nên mang về nhà. Những vật phẩm này có thể mang theo năng lượng xấu từ người chủ cũ, và nếu bạn đưa chúng vào không gian sống của mình, bạn có thể vô tình đưa cả những vấn đề xui xẻo của họ vào cuộc sống của bạn. Trong phong thủy, tóc và móng tay thường được coi là một phần năng lượng của cơ thể, và việc nhặt chúng về có thể khiến năng lượng của bạn bị lẫn lộn, dẫn đến mất cân bằng và những tác động tiêu cực khó lường. Trong cuộc sống, có những thứ tưởng chừng như vô hại nhưng thực ra lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mặt phong thủy và tâm linh. Những lời khuyên mà tôi vừa chia sẻ không chỉ dựa trên những nguyên tắc phong thủy cổ xưa mà còn là kết quả của sự quan sát và kinh nghiệm trong cuộc sống hiện đại. Hãy luôn cẩn trọng với những gì bạn đưa vào ngôi nhà của mình, bởi ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian linh thiêng, nơi bạn và gia đình cần được bảo vệ khỏi những năng lượng xấu.
Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều cần tránh để giữ gìn sự bình an và thịnh vượng trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học và phong thủy, các vị trí nốt ruồi trên cơ thể và ý nghĩa của chúng đối với cuộc sống của mỗi người. Theo quan niệm cổ xưa và cả trong nghiên cứu hiện đại, nốt ruồi không chỉ là những đốm sắc tố trên da, mà còn mang theo những thông điệp sâu sắc về vận mệnh, tài lộc và cả những thách thức mà chúng ta có thể phải đối mặt trong cuộc đời. Đặc biệt, có những vị trí nốt ruồi mà nếu xuất hiện trên cơ thể, nó có thể là dấu hiệu của một cuộc sống vất vả, khó khăn, và dù có nỗ lực thế nào cũng không thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về 5 vị trí nốt ruồi như vậy. Nếu bạn hay người thân của bạn có những nốt ruồi này, hãy cân nhắc việc xóa bỏ để tránh những rủi ro không đáng có trong tương lai. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. 1. Nốt ruồi dưới sát mí mắt dưới. Vị trí đầu tiên chúng ta cần chú ý là nốt ruồi nằm ngay dưới sát mí mắt dưới. Trong nhân tướng học, vùng này được coi là cửa sổ tâm hồn và là biểu tượng cho cảm xúc, tình cảm, cũng như những sự việc xảy ra trong đời sống cá nhân. Nếu có nốt ruồi ở vị trí này, điều đó cho thấy bạn có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong tình cảm và đời sống cá nhân. Người sở hữu nốt ruồi này thường trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, hay gặp phải những rắc rối về mặt cảm xúc. Những khó khăn này không chỉ giới hạn ở tình yêu mà còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình và bạn bè, khiến cuộc sống của họ trở nên cô độc và buồn bã. Nếu bạn có nốt ruồi ở vị trí này, việc xóa bỏ có thể giúp cải thiện đời sống tình cảm, tránh những nỗi buồn không đáng có. 2. Nốt ruồi to ở gò má. Nốt ruồi to ở gò má là một dấu hiệu không tốt trong phong thủy. Gò má biểu thị cho quyền lực, vì thế và sự kiểm soát trong các mối quan hệ, cả về công việc lẫn tình cảm. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi ở gò má to, nó thường là dấu hiệu của một cuộc sống đầy áp lực và căng thẳng. Người có nốt ruồi này thường gặp nhiều thách thức trong việc quản lý các mối quan hệ, dễ gặp phải sự phản bội và khó lòng tin tưởng người khác. Điều này khiến họ phải gồng mình lên để vượt qua mọi khó khăn, nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Họ cũng dễ bị cô lập, sống trong sự cô đơn và lo lắng. Để tránh những khó khăn này, việc xóa bỏ nốt ruồi to ở gò má là điều nên cân nhắc. 3. Nốt ruồi đen to giữa hai lông mày. Giữa hai lông mày là vị trí tượng trưng cho cung quan lộc, liên quan mật thiết đến sự nghiệp và danh vọng của mỗi người. Nếu có nốt ruồi đen to ở đây, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc và sự nghiệp. Người có nốt ruồi đen to giữa hai lông mày thường gặp nhiều trở ngại trong việc thăng tiến, và dù có nỗ lực đến đâu, họ vẫn khó lòng đạt được thành công như mong muốn. Thêm vào đó, nốt ruồi này còn là dấu hiệu của sự xung đột và mâu thuẫn trong công việc, khiến cho cuộc sống cá nhân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Để tránh những điều không mong muốn, việc xóa bỏ nốt ruồi đen to giữa hai lông mày là một lựa chọn hợp lý. 4. Nốt ruồi đen to ở mép. Nốt ruồi đen to ở mép, đặc biệt là ở vị trí gần khóe miệng, thường không mang lại điềm lành trong phong thủy. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này dễ gặp phải những rắc rối trong giao tiếp hay nói những lời gây hiểu lầm, dẫn đến mất lòng người khác. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công việc mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Họ cũng thường xuyên gặp phải những chuyện thị phi, bị người khác đặt điều, nói xấu sau lưng. Cuộc sống của họ dễ rơi vào cảnh bấp bênh, không yên ổn. Để tránh những điều này, việc xóa bỏ nốt ruồi đen to ở mép là điều mà bạn nên cân nhắc. 5. Nốt ruồi đen to sát môi trên. Vị trí cuối cùng chúng ta sẽ nói đến là nốt ruồi đen to sát môi trên. Trong phong thủy, môi trên được coi là nơi quản lý tài lộc và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu có nốt ruồi đen to ở đây, điều này có thể là dấu hiệu của sự hao tổn tài lộc và những khó khăn về tài chính. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính, dễ bị thất thoát, tiêu tán tiền của một cách vô lý. Họ có thể làm ra tiền nhưng lại không giữ được, thường xuyên gặp phải những biến cố khiến tài sản đội nón ra đi. Để bảo vệ tài lộc và tránh những rủi ro về tài chính, việc xóa bỏ nốt ruồi đen to sát môi trên là điều cần thiết. Trong nhân tướng học và phong thủy,
Nốt ruồi không chỉ là một đặc điểm về hình thể mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về vận mệnh và tương lai của mỗi người. Năm vị trí nốt ruồi mà chúng ta vừa tìm hiểu đều là những dấu hiệu của một cuộc sống đầy khó khăn, trắc trở và nghèo khó. Nếu bạn hoặc người thân của bạn sở hữu những nốt ruồi này, hãy cân nhắc việc xóa bỏ để tránh những rủi ro và vận xui không đáng có. Cuộc sống là do chính chúng ta quyết định, và việc thay đổi những yếu tố không thuận lợi có thể giúp chúng ta cải thiện vận mệnh, hướng đến một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn. Hãy luôn chú ý đến những dấu hiệu nhỏ nhặt nhưng quan trọng này để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những điều không mong muốn. Quý vị thân mến! Phong thủy, tử vi và tâm linh. Trong cuộc sống, lòng nhân ái và sự giúp đỡ người khác luôn là điều đáng quý. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng mang lại điều tốt lành. Có những tình huống mà sự giúp đỡ vô tình lại trở thành nguyên nhân khiến bản thân gặp phải rủi ro, vận xui, thậm chí là đại họa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về năm việc giúp đỡ mà theo phong thủy và tâm linh, nếu giúp người khác trong những tình huống này, chính chúng ta lại tự mang xui xẻo đến cho bản thân. Những điều này không chỉ là những tín hiệu, mà còn là những lời cảnh báo mà chúng ta cần phải lắng nghe và thấu hiểu. Hãy cùng tôi khám phá sâu hơn, để biết cách bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro không đáng có. Giúp đỡ người khác trả nợ. Một trong những việc làm tưởng chừng như rất cao cả và nhân văn, nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro là giúp đỡ người khác trả nợ. Theo phong thủy và các nguyên tắc tâm linh, nợ nần là một gánh nặng tài chính, nhưng nó cũng liên quan đến nghiệp chướng của người mắc nợ. Khi bạn giúp họ trả nợ, vô tình bạn đã can thiệp vào vận mệnh của họ, và điều này có thể khiến nghiệp xấu của họ truyền sang bạn. Hơn nữa, việc trả nợ thay còn làm gián đoạn quá trình học hỏi và trưởng thành của người mắc nợ, khi họ không phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình. Trong nhiều trường hợp, giúp đỡ như vậy sẽ mang lại vận xui cho bạn, khiến bạn phải chịu đựng những khó khăn tài chính không đáng có. Điều này không có nghĩa là bạn không nên giúp đỡ, nhưng hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Cho vay tiền mà không có ý định đòi lại. Việc cho vay tiền không có kế hoạch thu hồi là một hành động có thể mang lại nhiều rủi ro cho cả người cho vay và người vay. Trong phong thủy, tiền bạc mang một năng lượng rất đặc biệt, và khi bạn cho đi mà không đòi lại, bạn đã tự mình làm suy yếu năng lượng tài chính của bản thân. Năng lượng này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn tác động đến vận may, công danh và cuộc sống gia đình của bạn. Đặc biệt, khi cho vay mà không rõ ràng về ý định, bạn có thể vô tình tạo ra một mối liên kết xấu với người vay, làm cho cả hai bên cùng bị tổn hại về năng lượng. Việc giúp đỡ này có thể khiến bạn mất mát nhiều hơn là những gì bạn có thể tưởng tượng, và từ đó, vận xui sẽ theo đuổi bạn. Vì vậy, trước khi quyết định cho vay tiền, hãy suy nghĩ thấu đáo về khả năng thu hồi và sự cần thiết của việc giúp đỡ này. Giúp người khác xây nhà. Xây nhà là một việc lớn trong đời người, liên quan đến nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh. Mỗi ngôi nhà đều mang một vận mệnh riêng, ảnh hưởng đến cả gia chủ và những người sinh sống trong đó. Khi bạn giúp đỡ người khác xây nhà, dù là tài chính hay công sức, bạn có thể vô tình can thiệp vào phong thủy của ngôi nhà đó. Điều này có thể dẫn đến việc bạn mang theo vận xui của ngôi nhà đó về cho chính mình, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tài lộc và cuộc sống của gia đình bạn. Đặc biệt, nếu ngôi nhà đó nằm trên mảnh đất có vấn đề về phong thủy, việc bạn tham gia xây dựng có thể khiến vận xui lan tỏa sang bạn, khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, hãy cẩn trọng khi nhận lời giúp đỡ ai đó xây nhà, để tránh rơi vào những tình huống khó xử. Chuyển đồ vật quý giá từ nhà mình sang nhà khác. Trong phong thủy, mỗi đồ vật trong nhà đều có một ý nghĩa và tác động nhất định đến năng lượng của ngôi nhà đó. Khi bạn chuyển những đồ vật quý giá từ nhà mình sang nhà khác, bạn không chỉ di chuyển vật chất mà còn di chuyển cả năng lượng của nó. Đặc biệt là những vật phẩm phong thủy, chúng thường được sử dụng để bảo vệ và tăng cường năng lượng cho gia đình. Nếu bạn chuyển chúng sang nhà khác, bạn có thể làm suy yếu năng lượng bảo vệ của nhà mình, khiến gia đình bạn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài. Hơn nữa, nếu ngôi nhà mới không phù hợp với năng lượng của vật phẩm đó, nó có thể phản tác dụng, không chỉ gây hại cho ngôi nhà đó mà còn mang lại vận xui cho bạn. Vì vậy,
hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chuyển đồ vật quý giá từ nhà mình đi nơi khác. Giúp người khác trong các nghi lễ tâm linh mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghi lễ tâm linh, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo một sức mạnh và ý nghĩa đặc biệt. Khi bạn giúp đỡ người khác trong các nghi lễ này mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn có thể vô tình gánh lấy những năng lượng tiêu cực từ các nghi lễ đó. Trong nhiều trường hợp, nếu không đủ kiến thức hoặc không thực sự hiểu rõ về nghi lễ mà bạn tham gia, bạn có thể gây ra những sai lầm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cả người được giúp và chính bản thân bạn. Những năng lượng tiêu cực này có thể theo bạn về nhà, làm xáo trộn cuộc sống và mang lại những điều không may mắn. Đặc biệt là các nghi lễ trừ tà, giải hạn, nếu không thực hiện đúng cách, không chỉ không mang lại kết quả như mong đợi mà còn khiến bạn gặp đại họa. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia hoặc giúp đỡ người khác trong các nghi lễ tâm linh. Kính thưa quý vị, giúp đỡ người khác luôn là một điều đáng quý, nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại những điều tốt lành cho chính chúng ta. Qua những gì chúng ta vừa phân tích, hy vọng rằng quý vị đã có thêm những kiến thức hữu ích để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy nhớ rằng, phong thủy và tâm linh luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và việc hiểu biết, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên hài hòa và bình an hơn. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lúc vận xui đeo bám, nợ nần chồng chất, và dường như mọi cánh cửa may mắn đều khép lại trước mắt. Những lúc như vậy, chúng ta thường cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, không biết phải làm gì để hóa giải những điều không may mắn đó. Tuy nhiên, theo phong thủy và tử vi, có những cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để cải thiện vận mệnh, thu hút tài lộc và biến đổi vận xui thành vận may. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị 6 mẹo phong thủy đơn giản mà hiệu quả, giúp hóa giải mọi xui xẻo, chiêu tài hút lộc về cho gia chủ. Dù bạn đang gặp khó khăn đến đâu, chỉ cần áp dụng những mẹo này, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng thay đổi, phất lên giàu có và may mắn hơn bao giờ hết. 1. Đặt muối ở góc nhà, hóa giải vận xui. Mẹo phong thủy đầu tiên mà chúng ta sẽ thảo luận chính là việc đặt muối ở các góc nhà. Trong phong thủy, muối được coi là vật phẩm có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, loại bỏ những điều không may mắn ra khỏi không gian sống. Để thực hiện mẹo này, bạn chỉ cần đặt một bát muối ở mỗi góc nhà, đặc biệt là ở những góc tối, ít ánh sáng. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy không khí trong nhà trở nên trong lành, nhẹ nhàng hơn, và những điều xui xẻo cũng dần dần tan biến. Đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để hóa giải vận xui và tạo điều kiện cho những năng lượng tích cực, may mắn tràn ngập trong ngôi nhà của bạn. 2. Treo gương bát quái, đẩy lùi năng lượng xấu. Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy được sử dụng rộng rãi để đẩy lùi năng lượng xấu, bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Khi treo gương bát quái trước cửa nhà, nó sẽ phản xạ lại những năng lượng tiêu cực, ngăn không cho chúng xâm nhập vào không gian sống của bạn. Đây là cách hiệu quả để bảo vệ ngôi nhà khỏi những xui xẻo, rủi ro, đồng thời thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ nhanh chóng vượt qua khó khăn, cải thiện vận mệnh và tài lộc. Khi áp dụng mẹo này, bạn cần lưu ý treo gương bát quái đúng vị trí và hướng dẫn để đạt hiệu quả tối đa. 3. Sử dụng cây phong thủy, thu hút tài lộc. Cây xanh không chỉ có tác dụng làm đẹp không gian sống, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện phong thủy, thu hút tài lộc vào nhà. Những loại cây phong thủy như cây kim ngân, cây phát tài, hoặc cây lưỡi hổ được cho là có khả năng mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Đặt cây phong thủy ở những vị trí thích hợp trong nhà, chẳng hạn như phòng khách, phòng làm việc, hoặc cửa ra vào, sẽ giúp bạn chiêu tài hút lộc, cải thiện vận mệnh. Cây xanh còn giúp cân bằng năng lượng, tạo sự hài hòa trong không gian sống, từ đó xua tan mọi vận xui và mang lại sự thịnh vượng, giàu có. 4. Đặt bể cá phong thủy, kích hoạt tài lộc. Bể cá phong thủy không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, tươi mát cho không gian sống mà còn được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc. Theo phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc, và bể cá với dòng nước luân chuyển liên tục sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, mang lại may mắn và của cải cho gia chủ. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên chọn những loại cá phong thủy như cá chép, cá rồng, hoặc cá kim long, và đặt bể cá ở vị trí phù hợp trong nhà,
chẳng hạn như phòng khách hoặc gần cửa ra vào. Lưu ý là cần chăm sóc bể cá sạch sẽ, nước trong và cá khỏe mạnh để đảm bảo dòng năng lượng tích cực luôn được duy trì. 5. Đốt hương trầm, thanh tẩy không gian, mời gọi tài lộc. Hương trầm không chỉ có tác dụng làm sạch không gian sống mà còn được coi là cầu nối giữa con người và thế giới tâm linh. Khi đốt hương trầm, bạn không chỉ thanh tẩy những năng lượng tiêu cực mà còn mời gọi các thần linh, tổ tiên và những linh hồn tốt đẹp đến bảo vệ và phù trợ cho gia đình. Đốt hương trầm vào những dịp đặc biệt như rằm, mùng 1 hoặc khi cảm thấy không gian sống nặng nề, u ám sẽ giúp bạn hóa giải xui xẻo, thu hút tài lộc và mang lại sự an lành, thịnh vượng. Hương trầm còn giúp tâm hồn trở nên thanh tịnh, bình an, từ đó giúp bạn dễ dàng đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 6. Sử dụng đèn chiếu sáng, kích hoạt năng lượng tích cực. Ánh sáng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phong thủy, là yếu tố không thể thiếu để kích hoạt năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào nhà. Nếu bạn cảm thấy không gian sống của mình u tối, nặng nề, hãy ngay lập tức cải thiện hệ thống chiếu sáng. Đèn chiếu sáng không chỉ giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa, tươi mới mà còn có tác dụng đẩy lùi năng lượng tiêu cực, kích hoạt vận may và tài lộc. Bạn có thể sử dụng đèn pha lê, đèn chùm hoặc đèn nến ở những vị trí quan trọng như phòng khách, phòng làm việc hoặc cửa ra vào để tạo dòng năng lượng tích cực, giúp gia chủ nhanh chóng thoát khỏi vận xui và thu hút tài lộc dồi dào. Kính thưa quý vị, trong phong thủy, mỗi chi tiết nhỏ trong không gian sống đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và tài lộc của chúng ta. Những mẹo phong thủy mà tôi vừa chia sẻ không chỉ giúp hóa giải xui xẻo, nợ nần mà còn mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình bạn. Hãy áp dụng ngay những mẹo này để thay đổi vận mệnh, thu hút tài lộc và sống cuộc đời hạnh phúc, an khang. Những vị trí nốt ruồi mang đến phúc báo, phú quý cho người sở hữu. Trong quan niệm dân gian, nốt ruồi không chỉ là những đống sắc tố trên da, mà còn là những dấu ấn trời ban, biểu hiện của số mệnh và vận may. Đặc biệt, có những vị trí nốt ruồi được xem như là điểm vàng trong tử vi, là dấu hiệu của sự giàu sang, thịnh vượng, người có được thì sớm muộn gì cũng sẽ hưởng phúc lộc trọn đời. Hãy cùng tôi tìm hiểu về 6 vị trí nốt ruồi đặc biệt này, để xem liệu bạn có đang mang trong mình những dấu ấn của trời đất. 1. Nốt ruồi ở trán, điềm lành phú quý. Vị trí đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu là nốt ruồi ở trán, đặc biệt là ở vùng giữa trán hoặc hơi lệch về phía bên phải. Theo quan niệm tử vi, nốt ruồi ở trán được xem là dấu hiệu của trí tuệ, sự thông thái và tài năng thiên bẩm. Những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường có cuộc sống giàu sang, phú quý, bởi họ có khả năng lãnh đạo, quản lý tài chính và phát triển sự nghiệp vượt trội. Họ thường được trời Phật ban cho khả năng nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt cơ hội và biến khó khăn thành thành công. Nếu bạn có nốt ruồi ở trán, hãy tự tin rằng cuộc đời bạn đang được định sẵn cho những điều lớn lao và phú quý sẽ đến với bạn một cách tự nhiên như dòng nước chảy. 2. Nốt ruồi ở gò má, quyền lực và thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với nốt ruồi ở gò má, một trong những vị trí nốt ruồi mang lại quyền lực và sự thành công trong cuộc sống. Người sở hữu nốt ruồi ở gò má thường là những người có sức ảnh hưởng lớn, có khả năng lãnh đạo và thuyết phục người khác. Trong công việc, họ thường giữ vai trò quan trọng, được nhiều người tôn trọng và tin tưởng. Nốt ruồi ở gò má còn biểu thị cho sự kiên trì, bền bỉ, không ngại khó khăn, thử thách và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Với những phẩm chất này, người có nốt ruồi ở gò má thường đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, thu hút tài lộc và sống cuộc đời vinh hoa phú quý. 3. Nốt ruồi ở tai, trí tuệ và sức khỏe. Nốt ruồi ở tai, đặc biệt là ở vành tai hoặc phía sau tai, được xem là biểu tượng của trí tuệ và sức khỏe. Trong phong thủy, tai được coi là cánh cửa thu nhận trí tuệ và phúc đức, do đó, nốt ruồi ở vị trí này thường mang đến cho chủ nhân sự thông minh, nhanh nhạy và phúc lộc. Những người có nốt ruồi ở tai thường sống thọ, có cuộc sống sung túc và an nhàn. Họ không chỉ giỏi trong việc học hỏi, tiếp thu kiến thức mà còn biết cách áp dụng vào cuộc sống, từ đó xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Nốt ruồi ở tai còn biểu thị cho một sức khỏe tốt, ít bệnh tật và cuộc sống viên mãn, tràn đầy năng lượng. 4. Nốt ruồi ở cằm, đất đai và tài sản.
vị trí nốt ruồi ở cằm, đặc biệt là ở vùng chính giữa hoặc phía dưới cằm, là dấu hiệu của phú quý về đất đai và tài sản. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có tài năng trong việc quản lý tài sản, đặc biệt là về bất động sản. Họ có khả năng tích lũy của cải, sở hữu nhiều tài sản có giá trị và thường gặp may mắn trong các giao dịch liên quan đến đất đai. Nốt ruồi ở cằm còn biểu hiện cho sự ổn định, bền vững trong cuộc sống. Những người này thường sống cuộc đời an nhàn, không phải lo lắng về vật chất và luôn có một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Họ cũng được xem là người có phúc phần, được hưởng sự thịnh vượng lâu dài. 5. Nốt ruồi ở lưng, sự ủng hộ và được trời đất che chở. Nốt ruồi ở lưng, đặc biệt là ở giữa lưng hoặc gần vai, là biểu tượng của sự ủng hộ và che chở từ trời đất. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường được quý nhân phù trợ, luôn gặp may mắn trong cuộc sống và công việc. Họ có một sức mạnh nội tại mạnh mẽ, luôn kiên định trước mọi thử thách và thường nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh khi gặp khó khăn. Nốt ruồi ở lưng còn biểu thị cho sự bảo vệ, an toàn và bình an. Những người này thường không phải lo lắng về những tai ương, vận xui vì họ luôn được trời đất che chở, bảo vệ. Với sự ủng hộ từ vũ trụ, họ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công rực rỡ trong cuộc sống. 6. Nốt ruồi ở bụng, tài lộc và sự sung túc. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về nốt ruồi ở bụng, một vị trí mang lại tài lộc và sự sung túc. Người có nốt ruồi ở bụng, đặc biệt là ở vùng quanh rốn, thường được trời Phật ban cho phúc lộc dồi dào, tiền tài không bao giờ thiếu thốn. Họ có cuộc sống sung túc, giàu sang và thường được thừa hưởng tài sản từ gia đình hoặc tự mình tích lũy của cải đáng kể. Nốt ruồi ở bụng còn biểu thị cho một cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và luôn có đủ đầy để chia sẻ với người khác. Những người này thường sống cuộc đời hạnh phúc, viên mãn và luôn có cảm giác an toàn, ổn định trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, mỗi nốt ruồi trên cơ thể chúng ta đều mang một ý nghĩa đặc biệt, là dấu ấn của số mệnh, vận mệnh mà trời đất đã an bài. Những vị trí nốt ruồi mà chúng ta vừa khám phá không chỉ mang lại phúc báu, phú quý cho người sở hữu, mà còn là dấu hiệu của một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc. Nếu bạn may mắn có những nốt ruồi ở những vị trí này, hãy tự tin rằng cuộc đời bạn đang được định sẵn cho những điều tốt đẹp, và hãy tận dụng cơ hội để phát triển, đón nhận những phúc lộc mà trời đất ban tặng. Quý vị thân mến, những người luôn tìm kiếm sự hài hòa giữa vận mệnh và cuộc sống. Trong suốt lịch sử nhân loại, khuôn mặt của chúng ta không chỉ là nơi phản ánh cảm xúc và suy nghĩ, mà còn là tấm gương phản chiếu vận mệnh và tài lộc. Theo phong thủy và tướng số, những thay đổi đột ngột trên khuôn mặt không bao giờ là ngẫu nhiên. Chúng mang theo những thông điệp bí ẩn từ vũ trụ, dự báo những biến đổi lớn trong cuộc đời. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 bộ phận trên khuôn mặt mà nếu đột nhiên thay đổi, sẽ là điềm báo của sự giàu sang, của cải đến từ trời ban. Đây không chỉ là những dấu hiệu đơn thuần, mà là những tín hiệu mạnh mẽ, chỉ ra rằng vận mệnh của bạn đang được thay đổi theo hướng tốt đẹp. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng chi tiết để hiểu rõ hơn về những thay đổi này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Lông mày trở nên dày và đen hơn. Lông mày trong tướng số là biểu tượng của sự thông minh, sáng suốt và uy quyền. Khi lông mày đột nhiên trở nên dày và đen hơn, đó là dấu hiệu cho thấy năng lượng dương trong cơ thể bạn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều này báo hiệu rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và sự nghiệp. Sự thay đổi này thường đi kèm với những cơ hội lớn, giúp bạn thăng tiến và phát triển vượt bậc. Đặc biệt, nếu lông mày trở nên cân đối và hài hòa hơn, đó là dấu hiệu của sự cân bằng, hài hòa trong cuộc sống, đồng thời báo hiệu sự xuất hiện của quý nhân phù trợ, giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công vang dội. Mắt trở nên sáng hơn, có thần thái. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nơi phản ánh nội tâm và cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự thay đổi trong số mệnh. Khi mắt bạn đột nhiên trở nên sáng hơn, có hồn và đầy sức sống, đó là dấu hiệu của việc năng lượng bên trong cơ thể đang được kích hoạt mạnh mẽ. Đây là tín hiệu cho thấy bạn sắp gặp phải những cơ hội lớn về tài chính. Những thay đổi tích cực này thường xuất hiện khi bạn đang trên đường tiến đến thành công và sự giàu có. Đôi mắt sáng, có thần thái,
không chỉ thu hút tài lộc mà còn giúp bạn nhận diện và nắm bắt được những cơ hội quý báu mà người khác có thể bỏ lỡ. Mũi đột nhiên đầy đặn hơn, sống mũi cao lên. Trong phong thủy và tướng số, mũi được coi là cung tài bạch, nơi quản lý tài lộc của mỗi người. Nếu một ngày bạn nhận thấy mũi mình đột nhiên trở nên đầy đặn hơn, sống mũi cao và rõ nét hơn, đây là một điềm báo cực kỳ tốt. Mũi đầy đặn biểu thị cho sự thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Đây là dấu hiệu cho thấy vận mệnh tài chính của bạn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Những cơ hội kiếm tiền, đầu tư sinh lợi sẽ đến với bạn một cách dễ dàng hơn. Hơn nữa, mũi cao, thẳng còn cho thấy sự tự tin, quyết đoán, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, dẫn đến sự thành công lớn trong các hoạt động tài chính. Dái tai to lên và mềm mại. Trong tướng số, dái tai là biểu tượng của phúc khí, tuổi thọ và sự thịnh vượng. Khi dái tai của bạn đột nhiên trở nên to lên và mềm mại hơn, đó là dấu hiệu của sự gia tăng phúc lộc và tài vận. Dái tai to, mềm mại biểu thị cho sự may mắn đang đến gần, là điềm báo của sự thịnh vượng và giàu có. Thay đổi này cho thấy bạn đang nhận được sự bảo hộ từ vũ trụ, đồng thời cũng là biểu hiện của sự trường thọ và phúc đức. Đây là thời điểm mà bạn có thể nhận được những cơ hội tài chính lớn từ những nguồn không ngờ, hoặc được sự giúp đỡ từ những người có uy tín, quyền lực. Môi trở nên đỏ hồng, căng mọng. Môi đỏ hồng, căng mọng không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe tốt mà còn là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc trong phong thủy. Khi môi bạn đột nhiên trở nên đỏ hồng, đầy đặn, đó là dấu hiệu của sự phát tài. Môi trong tướng số liên quan đến vận may trong giao tiếp và tài vận. Môi hồng hào, căng mọng báo hiệu rằng bạn sắp có những cơ hội lớn trong việc kinh doanh hoặc công việc. Điều này cũng cho thấy rằng bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được người khác, thu hút được sự hợp tác và những cơ hội phát triển tài chính mới. Môi đỏ hồng còn biểu thị cho sự sung túc, no đủ trong cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Da mặt trở nên hồng hào, sáng mịn. Da mặt phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe và tài vận của mỗi người. Khi da mặt đột nhiên trở nên hồng hào, sáng mịn, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng, tài lộc đang đến gần. Da mặt sáng mịn không chỉ làm cho khuôn mặt trở nên tươi tắn, trẻ trung hơn mà còn là biểu hiện của năng lượng tích cực đang tràn ngập trong cơ thể bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn sắp có những thành công lớn trong công việc và cuộc sống. Da mặt hồng hào, sáng mịn còn biểu thị cho sự thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, công việc suôn sẻ, tài chính dồi dào. Khi da mặt thay đổi theo hướng tích cực, đó là dấu hiệu không chỉ của sự giàu có mà còn là hạnh phúc, an lành trong cuộc sống. Thưa quý vị, những thay đổi đột ngột trên khuôn mặt mà tôi vừa chia sẻ không chỉ là những biểu hiện bề ngoài, mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về vận mệnh và tài lộc. Hãy chú ý đến những thay đổi này, bởi chúng có thể là dấu hiệu của sự giàu sang, phú quý đang đến gần. Nếu bạn nhận thấy những thay đổi này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội lớn trong cuộc sống. Đây là lúc mà bạn nên mở rộng lòng mình, đón nhận những điều tốt lành và sẵn sàng cho những bước tiến mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Hãy tin rằng, với sự nhận biết và hiểu biết đúng đắn, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để biến cuộc sống của mình trở nên thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến, những bí ẩn kỳ diệu của phong thủy, tử vi và tâm linh. Trong cuộc sống hàng ngày, có những buổi sáng thức dậy, ta cảm nhận được những điều đặc biệt diễn ra xung quanh ngôi nhà của mình. Đó có thể là những dấu hiệu tưởng chừng như bình thường, nhưng theo quan niệm phong thủy, chúng mang trong mình những thông điệp từ vũ trụ, báo hiệu vận may và tài lộc đang đến gần. Nếu bạn đã từng thức dậy và thấy quanh nhà xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ mà chưa rõ ý nghĩa của chúng là gì, thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 điềm báo cực kỳ may mắn. Đây là những dấu hiệu đặc biệt mà nếu nhận ra và hiểu rõ, bạn sẽ biết rằng mình đang đứng trước cơ hội lớn, có thể là dấu hiệu cho sự phát tài, giàu có và thậm chí là lộc trời ban. Hãy cùng lắng nghe và khám phá, để không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào mà có thể đang mở ra cho bạn cánh cửa đến với một tương lai thịnh vượng. Bướm bay vào nhà và đậu lại trong nhà. Bướm là loài vật tượng trưng cho sự biến đổi, sự chuyển hóa từ những gì bình thường thành phi thường. Nếu vào buổi sáng sớm, bạn thấy bướm bay vào nhà và đậu lại,
đặc biệt là bướm có màu sắc rực rỡ như vàng, trắng hoặc xanh, đây là một điềm báo vô cùng tốt lành. Theo phong thủy, bướm là sứ giả mang đến những tin vui, tài lộc và may mắn. Khi bướm vào nhà, nó báo hiệu cho sự xuất hiện của những cơ hội mới trong kinh doanh hoặc những điều tốt lành sẽ đến với gia đình bạn. Đặc biệt, nếu bướm đậu lại lâu trong nhà, điều này còn ám chỉ rằng sự thịnh vượng sẽ đến và ở lại lâu dài với gia đình bạn. Trẻ con nô đùa trước nhà. Trẻ con là biểu tượng của sự tinh khiết và ngây thơ, là những linh hồn thuần khiết nhất. Nếu buổi sáng, khi bạn thức dậy và thấy trẻ con đang nô đùa vui vẻ trước nhà, đây là một dấu hiệu cực kỳ may mắn. Trẻ con mang theo năng lượng dương tích cực, và khi chúng cười đùa trước cửa nhà bạn, điều này báo hiệu rằng những điều tốt lành đang hiện diện xung quanh không gian sống của bạn. Những âm thanh vui vẻ này là điềm báo cho sự thịnh vượng và tài lộc sắp đến, đồng thời cho thấy rằng ngôi nhà của bạn đang được bao phủ bởi năng lượng tích cực. Nghe thấy tiếng chuông hoặc tiếng gió thổi qua chuông gió. Tiếng chuông hoặc âm thanh từ chuông gió là một trong những dấu hiệu phong thủy quan trọng, đặc biệt là vào buổi sáng. Khi bạn thức dậy và nghe thấy tiếng chuông gió reo vang, đó là một điềm báo tốt lành. Chuông gió trong phong thủy tượng trưng cho sự hòa hợp, sự thanh lọc và luân chuyển của năng lượng. Âm thanh của chuông gió báo hiệu rằng những nguồn năng lượng tích cực đang lan tỏa khắp ngôi nhà, mang theo may mắn và tài lộc. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng những dự định hoặc kế hoạch của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công. Cây trong nhà đột nhiên nở hoa vào buổi sáng. Nếu buổi sáng bạn phát hiện cây cảnh trong nhà bất ngờ nở hoa, đặc biệt là những loài hoa mang màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng hoặc tím, đây là điềm báo của sự thịnh vượng. Hoa tượng trưng cho sự phát triển và sự sinh sôi, nảy nở. Khi cây trong nhà nở hoa vào buổi sáng, điều này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn báo hiệu rằng năng lượng dương tích cực đang tràn ngập ngôi nhà của bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy những dự án hoặc công việc mà bạn đang theo đuổi sẽ thành công, mang lại lợi nhuận và may mắn ngoài mong đợi. Chó sủa vui vẻ hoặc nhảy cẩn lên khi thấy bạn. Chó không chỉ là loài vật trung thành mà còn được coi là linh vật mang lại may mắn trong phong thủy. Nếu sáng sớm, khi bạn thức dậy và thấy chó trong nhà vui vẻ sủa hoặc nhảy cẩn lên, đây là dấu hiệu tốt. Chó cảm nhận được năng lượng tốt và nếu chúng tỏ ra phấn khởi, điều đó có nghĩa là gia đình bạn đang được bảo vệ bởi những nguồn năng lượng tích cực và tài lộc, may mắn đang tiến đến gần. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy trong thời gian tới, bạn có thể nhận được những tin vui từ công việc hoặc cuộc sống, và những khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tiếng cười nói của người đi qua nhà. Nếu buổi sáng, bạn nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của những người đi qua trước cửa nhà, đặc biệt là âm thanh từ những người có thái độ vui vẻ, đây là điềm báo tốt lành. Tiếng cười nói là biểu hiện của niềm vui, và khi âm thanh này xuất hiện xung quanh nhà bạn, nó báo hiệu rằng không khí tốt lành đang bao trùm không gian sống của bạn. Những âm thanh này mang theo năng lượng tích cực, hứa hẹn rằng bạn sắp trải qua một giai đoạn may mắn, tài lộc và thành công. Tiếng chim hót líu lo quanh nhà. Tiếng chim hót vào buổi sáng sớm là một âm thanh dễ chịu và đầy sức sống, nhưng nó cũng mang ý nghĩa phong thủy quan trọng. Chim hót quanh nhà báo hiệu cho sự sinh sôi, nảy nở và sự kết nối với thiên nhiên. Nếu buổi sáng bạn nghe thấy tiếng chim hót líu lo quanh nhà, đây là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận những điều tốt lành. Tiếng chim hót còn là điềm báo của sự may mắn, sự gia tăng về tài lộc và những cơ hội mới đang đến gần. Đây là thời điểm mà bạn nên mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến. Những dấu hiệu trên đây là những điềm báo may mắn mà bạn có thể gặp phải vào buổi sáng sớm. Mỗi dấu hiệu đều mang trong mình một thông điệp từ vũ trụ, cho thấy rằng gia đình bạn đang được hưởng lộc trời ban, và những điều tốt lành, tài lộc đang trên đường đến với bạn. Hãy đón nhận những dấu hiệu này với lòng biết ơn và sự tin tưởng rằng bạn đang ở trong một giai đoạn vô cùng thuận lợi, khi mà mọi điều tốt đẹp đang chuẩn bị đến với bạn. 7. Đồ vật phong thủy trong nhà, càng cũ càng lâu năm lại càng phát huy tác dụng chiêu tài hút lộc cho gia chủ. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những món đồ trong nhà mình đã cũ kỹ, thậm chí có vẻ như không còn giá trị sử dụng, nhưng lại vẫn được giữ gìn, trân trọng? Đó không chỉ là vì giá trị tình cảm mà còn vì ý nghĩa phong thủy sâu xa. Phong thủy không chỉ là nghệ thuật sắp đặt,
mà còn là cách chúng ta tương tác và tôn trọng các vật phẩm quanh mình. Những đồ vật này, qua thời gian, đã hấp thu và tích lũy những năng lượng tích cực từ không gian sống, và càng lâu năm, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn trong việc chiêu tài, hút lộc cho gia đình bạn. Vậy hãy cùng tôi, với những kiến thức phong thủy, tử vi và tâm linh, tìm hiểu chi tiết về những bảo vật này và cách chúng có thể biến không gian sống của bạn thành một nơi tràn đầy may mắn và tài lộc. Một bức tranh phong thủy cũ. Bức tranh phong thủy không chỉ là một vật trang trí nghệ thuật, mà còn là một công cụ phong thủy mạnh mẽ giúp kích hoạt các dòng chảy năng lượng tích cực trong ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, những bức tranh đã đồng hành với bạn qua nhiều năm, với mỗi ngày trôi qua, chúng càng tích lũy nhiều hơn những năng lượng tốt lành. Ví dụ, một bức tranh cá chép vượt vũ môn, biểu tượng cho sự thăng tiến và thành công, khi đã cũ, không những không mất đi giá trị mà còn tăng thêm sức mạnh phong thủy của nó. Tương tự, tranh hoa sen biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết, hay tranh ngựa phi nước đại tượng trưng cho sự bền bỉ và phát triển không ngừng, cũng vậy. Hãy tiếp tục trưng bày những bức tranh này ở những vị trí quan trọng trong nhà, nơi chúng có thể phát huy tối đa tác dụng, như phòng khách, phòng làm việc, hoặc đối diện cửa ra vào. Tuyệt đối không nên cho mượn hoặc di chuyển quá nhiều, vì điều đó có thể làm giảm năng lượng tích cực mà bức tranh đã tích lũy qua nhiều năm. 2. Tượng Phật Bà Quan Âm. Tượng Phật Bà Quan Âm từ lâu đã được coi là biểu tượng của lòng từ bi, sự bảo vệ và nguồn năng lượng an lành trong phong thủy. Nếu bạn đã sở hữu một bức tượng Phật Bà từ nhiều năm, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang nắm giữ một báu vật phong thủy vô giá. Tượng Phật Bà không chỉ giúp gia chủ tránh xa những điều không may mắn, mà còn mang đến sự bình an, che chở và tài lộc dồi dào cho cả gia đình. Để bức tượng phát huy tối đa tác dụng, hãy đặt nó ở nơi sạch sẽ và trang nghiêm, chẳng hạn như bàn thờ gia tiên, phòng khách hoặc góc tĩnh tâm trong nhà. Sự tôn kính và bảo vệ tượng Phật Bà sẽ đảm bảo rằng nguồn năng lượng từ bi và phước lành luôn đồng hành cùng bạn. Và đừng bao giờ cho người khác mượn tượng, vì điều đó có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng bảo vệ và thịnh vượng mà tượng mang lại. 3. Đèn đá quý. Những chiếc đèn được làm từ đá quý không chỉ là vật dụng chiếu sáng thông thường, mà chúng còn là những bảo vật phong thủy với khả năng thu hút tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng tiêu cực. Đá quý như thạch anh, xi trinh hay hồng ngọc đều chứa đựng nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thiên nhiên. Khi được sử dụng làm đèn, chúng không chỉ lan tỏa ánh sáng mà còn khuếch tán năng lượng tích cực khắp không gian sống. Những chiếc đèn đá quý này, khi đã cũ và trải qua thời gian dài, sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, tích lũy nhiều năng lượng tốt hơn. Bạn nên đặt chúng ở những vị trí trung tâm trong phòng khách hoặc phòng làm việc, nơi chúng có thể phát huy tối đa khả năng chiêu tài, hút lộc và bảo vệ gia đình bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đèn đá quý nên được bảo quản kỹ lưỡng và không nên cho mượn, vì điều đó có thể làm mất đi nguồn năng lượng tích cực mà chúng đã tích lũy qua thời gian. 4. Cặp câu đối. Câu đối phong thủy không chỉ là những dòng chữ thể hiện ý chí, mong ước mà còn chứa đựng nguồn năng lượng phong thủy cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt, những câu đối đã được treo lâu năm trong nhà bạn có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và thu hút tài lộc. Các câu đối này thường chứa đựng những câu chúc tốt lành, thịnh vượng và an khang. Nếu bạn đã sở hữu những câu đối này từ lâu, hãy tiếp tục giữ gìn và trưng bày chúng ở những vị trí trang trọng như hai bên cửa chính hoặc trong phòng khách. Sự kiên định và bền bỉ của những câu đối sẽ mang lại sự ổn định và phát triển cho gia đình bạn. Và một lần nữa, không nên cho mượn hoặc di chuyển chúng đi nơi khác, vì điều đó có thể làm mất đi sức mạnh bảo vệ và chiêu tài của chúng. 5. Kỳ lân đá. Kỳ lân là linh vật phong thủy tượng trưng cho sự bảo vệ, bình an và thịnh vượng. Tượng kỳ lân đá, đặc biệt là những tượng đã được đặt ở vị trí cố định trong nhà qua nhiều năm, sẽ càng phát huy mạnh mẽ khả năng bảo vệ gia đình bạn khỏi tà khí và những điều không may mắn. Kỳ lân đá không chỉ là một biểu tượng trang trí, mà còn là một vật phẩm phong thủy với khả năng thu hút tài lộc và mang đến sự thịnh vượng. Những cơ hội tài chính và thành công trong công việc sẽ đến với bạn nếu biết cách sử dụng và tôn trọng linh vật này. Hãy đặt kỳ lân ở cửa chính hoặc lối vào nhà để bảo vệ gia đình bạn khỏi những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. Và điều quan trọng là, đừng bao giờ cho người khác mượn kỳ lân đá của bạn,
vì điều đó có thể làm mất đi nguồn năng lượng bảo vệ và tài lộc mà kỳ lân mang lại. 6. Chung gió. Chung gió là một vật phẩm phong thủy quen thuộc trong nhiều gia đình. Những chiếc chung gió đã treo lâu năm không chỉ mang đến âm thanh du dương, thư giãn, mà còn có khả năng kích thích năng lượng phong thủy, chiêu tài và thu hút vận may. Mỗi khi gió thổi qua, âm thanh của chung gió sẽ tạo ra những rung động tích cực, lan tỏa khắp không gian sống, giúp kích hoạt các dòng chảy năng lượng tốt lành. Nếu chung gió của bạn đã đồng hành cùng bạn qua nhiều năm, hãy tiếp tục giữ gìn chúng và treo ở những vị trí phù hợp như trước cửa sổ, cửa ra vào hoặc trong khu vườn. Âm thanh của chuông gió sẽ giúp bạn duy trì sự thịnh vượng và tài lộc trong gia đình. Hãy chắc chắn rằng bạn không cho người khác mượn chuông gió của mình, vì điều đó có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tích cực mà chuông gió mang lại. 7. Đôi lục bình. Lục bình, với hình dáng đặc biệt và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, là vật phẩm giúp giữ gìn và bảo vệ tài lộc cho gia chủ. Những đôi lục bình đã cũ, đặc biệt là những đôi đã được sử dụng lâu năm, có giá trị phong thủy rất cao vì chúng đã tích lũy được nhiều năng lượng tích cực. Hình dáng tròn trịa của lục bình tượng trưng cho sự viên mãn, trọn vẹn và là biểu tượng của sự dồi dào tài lộc. Bạn nên đặt lục bình ở hai bên cửa chính hoặc ở các vị trí quan trọng trong nhà, như phòng khách hay phòng làm việc, để thu hút và giữ gìn tài lộc cho gia đình. Đôi lục bình sẽ giúp gia đình bạn luôn được đầy đủ, may mắn và thịnh vượng. Tuyệt đối không nên cho mượn lục bình, vì điều đó có thể làm mất đi nguồn tài lộc và may mắn mà lục bình đã tích lũy qua thời gian. Những đồ vật phong thủy, dù đã cũ, nhưng qua thời gian, chúng không chỉ giữ lại mà còn tích lũy thêm những năng lượng tích cực, mang lại tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.